Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 85 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 85 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói giờ phút này, buổi trưa cuối cùng cũng đến. Những tiếng vang do cửu sát âm phong phát ra trước cửa vào của ân khư dần dần nhỏ lại. Lại thấy hỗn độn khôn cùng dần dần trở nên trong suốt, chỉ là không thể nhìn đến bên trong ân khư rốt cuộc là có thứ gì. Cửu sát âm phong yếu đi, đủ để làm cho người xuyên qua, đáng tiếc thời gian lại chỉ có một tức. Chỉ cần tốc độ cực nhanh, một tức 800 dặm, liền có thể xuyên qua cửu sát âm phong mà tiến vào ân khư. Tốc độ bóng dáng kia cực kỳ nhanh, bay thẳng vào ân khư. Một gã vũ sĩ mừng rỡ cười nói: "Ngay cả thái tử sơ cũng dám mắng, người kiêu ngạo ngông cuồng mức này, ngoại trừ Tống Cao Đức thì chỉ có một loại cuồng đồ Diệp Thiếu Bảo mà thôi." "Ồ, tốc độ của hắn ta thật nhanh." "Mọi người không cần phải sợ, Diệp lão ma bản thân đã bị trọng thương, không có bao nhiêu chiến lực đâu." "Cẩn thận, hắn ta có đầu của kim tinh đồng tử, mắt bắn ra thần quang, chém chết nguyên thần kìa." Mọi người đồng loạt động thủ, mấy trăm loại vu bảo bay lên, đông nghìn nghịt, giống như những ngọn núi hiện lên giữa không trung, phong kín cửa vào rộng lớn mấy trăm dặm của ân khư. Dù một con muỗi cũng đừng hòng bay xuyên qua đám vu bảo để tiến vào hư ân khư được. Những vu bảo đó tràn ngập thuần dương khí nồng đậm tới cực điểm, kết hợp với nhau, thậm chí trong đó có cả nguyên thần chi bảo cùng với trọng bảo cùng các loại kim tinh khí và tức nhưỡng. Tình cảnh này thật đồ sộ không gì sánh được. Thái tử Hỉ đứng dậy ngăn cản bóng dáng kia, cười ha hà nói: "Diệp Thiếu Bảo, người quả nhiên kiêu ngạo ngông cuồng đến vô biên vô hạn. Biết rõ hôm nay là đại hội trừ ma, mấy trăm cường giả tụ tập ở ân khư, người còn dám một mình tiến đến. Cho dù là ta với người là địch, cũng không thể không bội phục sự to gan lớn mật của người được." Cửu đại nguyên thần phía sau Hạ Tùng Giang đồng loạt xuất động, đánh tới bóng dáng kia, lạnh lùng mà nói: "Tiểu tử thối, người liên tục giết con cháu Hạ gia ta, lại chém nguyên thần của ta, hôm nay ta phải nghiền ngươi thành cho bụi." "Diệp Ma Đầu, ngươi một mình tiến đến coi chính đạo đại hán ta không ra gì, hôm nay Dư Nhân Kiệt ta phải khiến cho ngươi chôn thây nơi này." Dư Nhân Kiệt cũng cười ha hả, khí thế ngút trời, trên đỉnh đầu hiện ra một đám mây trắng, không thấy rõ nguyên thần của hắn ta rốt cuộc là cái gì, chỉ thấy một bàn tay trắng như tuyết từ trong mây thò ra chụp tới bóng dáng kia. Đám yêu vương của Kiểm Hải nhất tề gào thét: "Các con, nhanh chóng tạo thành vạn sa đại trận, linh viên kiếp trận, thiên hồ bôn nguyệt đại trận, ngăn tên tiểu tử thối kia lại." Sắc mặt của Thái tử Sơ lại càng thêm dữ tợn, không đối phó với Diệp Húc nữa mà thúc giục cự hạm đuổi theo bóng dáng kia, rít gào nói: "Long hổ nhị vệ, các người bắt giữ Tống Cao Đức, không được giết hắn, cô gia muốn tự tay bảo chế hắn ta." Vù 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 vù, hai gã đại vua tam thần cảnh từ trên chiếc thuyền lớn kia bay lên đánh tới Diệp Húc. Hai người này là cao thủ đứng đầu trong long vệ của Thái tử Sơ. Những lão giả đã tu thành đại vu không nói lời nào liền tới khởi nguyên thần công tới Diệp Húc. Mấy trăm tên cường giả cùng nhau ra tay, cảnh tượng thật là đồ sộ biết bao, to lớn biết bao. Hơn nữa, người động thủ chia ra làm năm thế lực lớn, chỉ có phe Diệp Húc không tham dự. Tình cảnh tuy lớn thế nhưng không hề loạn chút nào. Mọi người đồng lòng hợp lực bày ra vu bảo đại trận ở cửa vào ân khư, lại có nhiều đại vu tam thần cảnh trấn thủ, chỉ vì chờ Diệp Húc tiến đến chui đầu vào lưới, khiến hắn dù mọc cánh cũng không thể bay được. Trận tượng thật lớn, nhưng các vị ngăn cản sai người rồi. Bóng dáng kia cười ha ha, bỏ qua cự hạm của Thái tử Sơ cùng công kích của mọi người, phóng thẳng tới hướng tấm chắn do rất nhiều vũ bảo tạo thành, dài thanh mà nói: "Ta cũng không phải là Diệp Thiếu Bảo, Diệp Thiếu Bảo sao có thể so được với ta chứ? Hắn ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng kìa." Hắn gào thét đánh tới tấm chắn vũ bảo kia, cười to mà nói: "Tấm chắn các ngươi dùng để đối phó với Diệp Thiếu Bảo,
ta dễ dàng liền có thể phá vỡ được. Đám vu bảo lên không, thanh âm cực to, khí thế kinh thiên, thậm chí khắp trời đều là bảo quang bao phủ thanh âm của hắn ta. Bang một tiếng, trên không trung năm luồng hào quang hiện ra, chợt lóe mà qua, chỉ thấy tấm chắn vu bảo đột nhiên biến mất. Một khối lớn, không biết bao nhiêu vu bảo chấn giáo, vu bảo thuần dương của nhiều người đều không cánh mà bay. Nhưng năm luồng hào quang này bị bảo quang bảo sắc che giấu, không ai biết được người này dùng thủ đoạn gì có thể phá vỡ tấm chắn vu bảo trước cửa vào ân khư. Bóng người kia vù một tiếng bay vào bên trong ân khư, ném công kích của đám người ở phía sau, xông cửa mà vào. Diệp thiếu báo quả nhiên lợi hại, như vậy mà hắn vẫn có thể xông vào trong ân khư được sao? Mà vừa rồi hình như ta nhìn thấy vài luồng hào quang, chẳng lẽ chính là thần quang trong mắt Kim Tinh đồng tử trong truyền thuyết đó sao? Tốc độ của hắn quá nhanh, khiến cho chúng ta phản ứng không kịp. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho ma đầu này trốn thoát được. Một gã vu sĩ chính đạo cách cửa vào ân khư gần nhất bay trước vào trong ân khư, chỉ thấy hắn ta vừa mới vào cửa vào, chín con chân long kéo một chiếc thuyền lớn đến, nghiền qua người của hắn ta, nghiền cho hắn tan xương nát thịt. Thái tử Sơ điều khiển chiến hạm, ánh mắt lạnh lạnh theo sát bóng dáng kia bay vào trong ân khư, tốc độ không hề kém người kia chút nào. Lập tức Thái tử Hỉ, Hạ Tùng Giang, Dư Nhân Kiệt cùng với đám người khác cùng xông vào. Biến cố này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trong chớp mắt, mấy trăm tên cường giả canh giữ cửa vào ân khư đã bay vào hơn 300 người, chỉ còn lại hơn 100 tên vu sĩ tự nghĩ không có thực lực xông vào ân khư, chỉ phải nhìn ân khư mà than thở. Ngoại trừ bọn họ, bên ngoài ân khư chỉ còn có 3 người Diệp Húc và 2 gã thông lĩnh long vệ của Thái tử Sơ. Sao? Nhiều người đã vào như vậy sao? Diệp Húc nhìn về phía 2 vị thông lĩnh long vệ, mỉm cười mà nói: "Hiện giờ 2 người các ngươi có thể chết được rồi." Khốn kiếp, lão dược mà. Hai lão giả tóc trắng xóa kia tức giận hét lớn, bọn họ chính là cao thủ giỏi nhất trong long vệ của Thái tử Sơ, đại vua Tam Thần Cảnh. Dù là đặt bên trong các đại thánh địa, cùng là nhân vật trưởng lão, dù đối mặt với các tông chủ các đại thánh địa cũng nhận được lễ ngộ. Hai người nổi giận, Long Hổ, 2 đại nguyên thần đồng loạt công tới Diệp Húc. Hiên Viên Quang, Tống Cao Đức phẫn nộ quát lên: "Tống Cao Đức, người mới là một tên tân tú, không ngờ lại dám hoành hoang như vậy hay sao? Tất cả đi tìm chết đi." Bờ vai của Diệp Húc đột nhiên nhảy lên một đoàn bạch quang, một cái đầu lớn xuất hiện trong bạch quang, hai mắt mở ra, lập tức 2 luồng bạch quang như trụ bắn ra, cắt ngang quang nguyên thần của 2 người này. Chỉ thấy trong không trung máu rồng vãi ra, đầu hổ rơi xuống. 2 đại vua Tam Thần Cảnh luyện thành nguyên thần, ngay cả một thiệp cũng không chống đỡ được, nguyên thần lập tức bị chém giết mất mạng tại chỗ. Vù một tiếng, Diệp Húc đứng ở phía trên Liên Hoa Bảo Tọa, há mồm hút một cái, chỉ thấy nguyên thần của 2 người này bay hết lên, bị hắn hút vào trong bụng. Tống Cao Đức bên kia vơ một cái, nắm thi thể 2 người kia vào trong tay, rồi cười to nói: "Ha, lại có 2 cái xác chết của 2 tên đại vua Tam Thần Cảnh, có thể luyện hết thành vu bảo, đủ để sánh ngang với thuần dương chi bảo rồi." Ngọc lâu của 2 tên long vệ thống lĩnh vừa mới trôi ra, liền bị Hiên Viên Quang phất tay áo cuộn lại thu xuống. 3 người bọn họ ở trong nháy mắt liền cướp sạch của cải cả đời của 2 vị đại vua Tam Thần Cảnh, làm trăm tên cao thủ ở cửa vào ân khư chố mắt mà nhìn. "Cửa vào ân khư sắp đóng rồi, chúng ta xông vào thôi, xông vào." Diệp Húc tản đi lên Hoa Bảo Sơn, tế một cái thuyền buồm, cánh buồm dâng lên, thông gió đi tới, phóng thẳng hướng ân khư. "Hắn ta mới là Diệp Thiếu Báo, không ngờ lão ma đầu này lại ẩn nấp bên trong chúng ta, không thể làm cho bọn chúng tiến vào ân khư được." Hơn trăm tên cao thủ này lập tức phản ứng lại, đều tức giận mà hét lớn, tế khởi vu bảo của mình. Chỉ thấy trăm món vu bảo bay lên không, thanh thế tuy không lớn như vừa rồi nhưng cũng không phải là nhỏ, giống như trăm ngọn núi lớn tụ lại một chỗ, biến thành một pháo đài bay to lớn, đủ để khiến cho cao thủ Tam Thần Cảnh phải chùn bước. "Các ngươi đây là muốn chết sao?" Diệp Húc khá mồm hút một cái, chỉ thấy từng món vu bảo như mất đi khống chế đều rơi hết vào trong miệng của hắn. Trong chớp mắt, hơn 100 món vu bảo đều bị hắn nuốt hết. "Tất cả đi chết đi." Đầu Kim Tinh đồng tử trên bả vai Diệp Húc mở mắt ra, chỉ nghe pang một tiếng, kim tinh khí chạy thành một cái võng bao phủ hơn 10 dặm. Mắt võng cực nhỏ, pang một tiếng, võng liền cắt qua. Hiên Viên Quang vội vàng nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn mà lẩm bẩm nói: "Diệp huynh, ngươi xuống tay quá độc ác rồi." Hắn ta hiện giờ đã biết tại sao Diệp Húc lại có ác danh lão ma đầu. Chiêu thức ấy đã một lưới bắt gọn ước chừng trên trăm tên vu sĩ Tam Thai Cảnh, Tam Dương Cảnh, không có ai có thể chạy trốn. Vu bảo của tất cả bị hắn nuốt hết vào,
tất cả mọi người bị võng của hắn cắt nát, không để lại người sống nào cả. Diệp Húc điều khiển thuyền buồm, trầm giọng mà nói: Nếu để cho bọn chúng chạy một tên thôi, tin ta với Hiên Viên huynh kết giao bằng hữu sẽ lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó người trong thiên hạ đều muốn là địch với ngươi. Nói không chừng Hiên Viên gia cũng sẽ đuổi ngươi ra khỏi gia tộc kia, cho nên không thể để lại bất cứ kẻ nào còn sống được. Hiên Viên Quang nghiêm nghị, chỉ thấy thi thể trăm tên cao thủ vu đạo rơi xuống, không biết bao nhiêu ngọc lâu phân giải, vô số bảo vật từ trên trời giáng xuống. Tống Cao Đức mừng rỡ, hai tay vồ liên tục, vẫn không kịp nắm lấy bao nhiêu bảo vật. Vạn pháp vạn yêu, thu hết cho ta. Thân hình của Diệp Húc rung lên một cái, chỉ thấy vô số dị thú thượng cổ từ trong cơ thể của hắn chui ra, chen chúc càn quét. Trong nháy mắt, liền thu hết tất cả bảo vật, thuyền buồm xẹt qua một đạo bạch quang, chợt lóe qua không trung, nhảy vào bên trong ngân khư. Không xong rồi, một tức thời gian đã qua, kiểu sát đâm phong bắt đầu trở lại. Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn, sắc mặt kịch biến, chỉ thấy kiểu sát đâm phong khôn cùng quần cuộn kéo đến, ngay lập tức bao phủ lấy ân khư, không khỏi thất thanh mà nói. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy bốn phía một mảnh hỗn độn, u ám không chịu nổi, không rõ phương hướng, căn bản không biết đâu là đường ra, đi ra ngoài như nào, rời khỏi nơi này. Kiểu sát đâm phong tới cực nhanh, ngay lập tức liền nhào tới cách bọn họ không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể bao phủ bọn họ lại. Chỉ năm xa, chiếu sáng vương vị. Hiên Viên Quang trầm giọng hét lớn, một cái chỉ năm xa hiện ra trên thuyền buồm. Cái chỉ năm xa này hiển nhiên là thứ phòng chế hắn luyện chế ra, thần dương chi bảo, có được công hiệu như cấm bảo của Hiên Viên gia, cho dù uy năng nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Hiên Viên kiếm, phá sát. Hiên Viên Quang dò xét rõ phương vị, trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một thanh Hiên Viên kiếm, cũng là thứ phòng chế. Một kiếm đánh xuống, kiếm khí dài đến vài dặm, phá vỡ tầng tầng lớp lớp kiểu sắt đâm phong, trực chỉ cửa vào. Không cần lui ra ngoài, trực tiếp tiến tới. Ánh mắt của Diệp Húc trầm mồn, nhìn về chỗ sâu nhất trong ngân khư. Hắn trầm giọng nói. Hiên Viên Quang lắc lắc đầu nói: Diệp huynh, thực lực của chúng ta không xông qua được kiểu sắt đâm phong 800 dặm này, càng đi vào sâu, sát khí càng nặng, âm phong lại càng thính. Không, chúng ta có thể. Diệp Húc thét dài một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra một con lục nhãn kim thiềm. Đỉnh đầu kim thiềm hiện ra một khẩu đại đỉnh. Kim thiềm thúc giục kiểu đỉnh, bước mở ra tầng tầng kiểu sát đâm phong. Tại thời điểm mấu chốt này, Phượng Yên Nhu cuối cùng cũng đã gạt bỏ được hoàn toàn thần thức trong nguyên thần của Ngụy Hiên. Kiểu sát âm phong tuy cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng là một nơi tu luyện rất tốt. Nếu chúng ta xuyên qua được nơi đây, tu vi thực lực, thậm chí là tâm tình, tất sẽ tăng mạnh, còn hơn cả 10 năm khổ tu kia. Diệp Húc trầm giọng nói. Bên trong kiểu sát âm phong không chỉ có sát khí sau khi vu sĩ, đại vu, vu hoàng, đại thương chết đi để lại, cũng có oán khí, oán niệm của hàng ngàn, hàng vạn năm không hề tiêu tan của bọn họ. Hàng năm đều có rất nhiều vu sĩ tới nơi đây lịch luyện mạo hiểm, nhưng đại đa số người đều chết ở trong đó, khiến cho oán khí, oán niệm trong kiểu sắt đâm phong không hề yếu bớt đi, mà ngược lại còn mạnh hơn trước, biến nơi đây thành đệ nhất cấm địa, thủ hộ thương hoàng của mộ. Thân ở trong kiểu sắt đâm phong, bên tai Diệp Phúc và Tống Cao Đức, Hiên Viên Quang ba người dường như truyền đến ngàn vạn lời nói mê, nguyền rủa thóa mạ. Những oán niệm của người chết không chỉ chui vào trong lỗ tai bọn họ, còn chui vào trong óc bọn họ, hóa thành những hình ảnh đẫm máu. Oán niệm hùng mạnh đủ để cho người ta trong nháy mắt phát cuồng, tâm huyết sục sôi, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây là phương pháp rèn luyện tâm tình tu vi theo như lời của Diệp Húc. Nếu có thể kháng cự được sự xâm nhập của oán niệm mấy ngàn năm trong ngân khư, tâm tình tu vi của bọn họ tất sẽ tăng mạnh, còn hơn chiến đấu mấy vạn lần. Tu luyện tâm tình của mình thành đá, thành cương, thành kim, dù là đối mặt với nhân vật mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể làm dao động tâm trí bọn họ được. Nếu có thể vượt qua, nội tâm của bọn họ tất sẽ trở nên vô cùng hùng mạnh, bất cứ kẻ nào cũng không thể phá hủy tâm trí của họ. Sa Chỉ Nam lơ lửng bên trong đại đỉnh, ba người Diệp Húc đứng bên cạnh đại đỉnh, phía dưới là một con lục nhãn kim thiềm cực lớn lưng cõng đại đỉnh, phá vỡ tầng tầng kiểu sát đâm phong như một thứ duy nhất phát sáng trong bóng đêm vô cùng vô tận, bay đi hướng ân khư. Phượng Yên Nhu và mấy tên hùng bi thì vẫn ở lại trong ngọc lâu, bắt đầu luyện hóa nguyên thần, đào ngột chấn áp trong Di La Thiên Địa Tháp. Có lục nhãn kim thiềm thúc giục những thứ phòng chế cấm bảo như chỉ nam xa, kiều đỉnh, đám người Diệp Húc đủ để bức kiểu sát âm phong tránh ra. Thậm chí oán niệm hùng mạnh trong âm phong cũng bị triệt tiêu đi không ít. Tránh ở dưới sự che chở của Vũ Báo cũng không thể gia tăng tu vi thực lực được, phải xông vào bên trong kiểu sát, dựa vào ý chí của bản thân,
chống lại âm phong mới có thể tăng cao, nâng cao tu vi thực lực của chúng ta được. Diệp Húc cười nói, đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy vào bên trong cửu sắt âm phong. Hắn cao giọng nói, Tống huynh, Hiên Viên huynh, để ta tới thử uy lực của cửu sắt âm phong trước nào. Hắn rời khỏi sự bảo vệ của Lục Nhãn Kim Thiềm, Đại Đỉnh và Chỉ Nam Sa, đột nhiên chỉ thấy một luồng áp lực khó có thể tưởng tượng được đánh tới, ép cho thân thể của hắn rút nhỏ một vòng. Thân thể Diệp Húc vốn cao ngang người thường, nay lại đột nhiên lùn đi hơn một thước. Đây là áp lực cực lớn của cửu sắt âm phong, đè dáng người của hắn xuống rất nhiều. Oanh một tiếng, vô số oán niệm, oán khí chui vào trong đầu của hắn, nháy mắt liền nhất để không gian tử phủ, mi tâm của hắn. Các loại ý niệm phức tạp vô cùng, giống như những con sâu cực kỳ nhỏ, hữu hình vô chất, oán khí ngút trời. Oán khí nhập não có thể xóa đi nguyên thần trong tử phủ, ăn mòn nguyên thần của một gã đại vô tam thần cảnh. Trong nháy mắt, liền có thể đồng hóa thần hồn, thần thức, thần niệm trong nguyên thần của một gã đại vô, biến thành oán hồn, oán thức, oán niệm. Nguyên thần của Diệp Húc không ngừng chấn động bên trong tử phủ, vô số cái rễ bay múa cắn nát một đám oán niệm. Mỗi lần cắn nát một dòng oán niệm, hắn liền có thể cảm thấy được tâm linh mình như trải qua một lễ rửa tội, khiến cho ý niệm của mình càng thêm tinh thuần, khiến cho tâm trí mình lại càng thêm thông thấu, sáng ngời, khiến cho nội tâm của mình càng thêm hùng mạnh, không thể dao động. Bong bong bong, vô số kiểu sát âm phong thổi qua, đánh lên thân thể của hắn, phát ra tiếng vang như tiếng chuông. Âm phong xuyên qua da hắn, dù hắn lấy nguyên thai bất tử chân thân cũng không thể ngăn cản. Chỉ thấy âm phong xuyên thấu qua cơ thể hắn, mang theo ra vô số hạt cực nhỏ, thổi tan vào không trung. Trong vài cái hô hấp ngắn ngủi, thân thể Diệp Húc lại rút nhỏ xuống một thước. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang đứng ở phía trên đại đỉnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, chỉ thấy chưa đến một nén hương, thân thể Diệp Húc đã thu nhỏ xuống còn 4 thước, hình dạng như một đứa bé vậy. Âm phong mang đi những hạt thật nhỏ trong cơ thể của hắn, nếu như thiếu bảo tiếp tục thu nhỏ xuống như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa đâu, hắn ta sẽ bị âm phong thổi đi chỉ còn lại một tấm da người kìa. Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Hiên Viên Quang cũng hiểu được cảnh tượng này thật là khủng bố, hắn lẩm bẩm lên tiếng. Ta đã sớm nói rồi, kiểu sát âm phong vô cùng hung hiểm, thậm chí cả đại vu tam thần cánh cũng đều không thể ngăn cản được. Bị âm phong thổi qua cho xương cốt tàn rã, chỉ còn lại một tấm da người kìa. Khi bọn họ nói chuyện, thân hình Diệp Húc cuối cùng cũng ngừng thu nhỏ lại. Thân hắn cao không đến 3 thước, quả thực chính là một tiểu đồng đáng yêu, làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cửu sát âm phong cũng không phải mang đi tất cả các hạt tạo thành thân thể của hắn, mà là thân thể hắn vô cùng hùng mạnh, âm phong chỉ có thể khu trừ một ít tạp chất trong thân thể của hắn. Thậm chí cả tạp chất mà âm sát dương sát không thể khu trừ cũng bị âm phong cuốn ra. Tuy thân thể hắn thu nhỏ lại, nhưng sức chống đỡ lại tăng lên rất nhiều, đạt tới tình trạng khủng bố. Thân thể hắn vượt xa đại vu tam thần cảnh, thậm chí vu sĩ tiểu quang minh thánh địa tu luyện đến dương thần kỳ cũng không thể sánh được với hắn. Chư thiên thập đạo luyện hóa vu bảo. Diệp Húc quát một tiếng, lập tức vận chuyển chư thiên thập đạo, luyện hóa tất cả hơn 100 kiện vu bảo thần dương mình đã nuốt vào, dung nhập vào bên trong thân thể. Chỉ thấy thân thể hắn lập tức như được thổi khí mà lớn lên, vài cái hô hấp liền khôi phục lại hình thể như bình thường. Hiền Viên huynh, Tống huynh, sức chịu đựng của thân thể hai người còn chưa thể trực tiếp rèn luyện thân thể bên trong âm phong được. Diệp Húc lắc mình trở lại bên trên đại đỉnh, hắn cười nói, lấy sức chống đỡ thân thể của hai người vừa mới đi vào sẽ bị đập vụn ngay lập tức, cho nên hai người chỉ có thể tiến hành tuần tự, trước nếm thử chút âm phong lướt qua đã kìa. Hắn không để cho Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang phản đối, tâm niệm khẽ động, một luồng kiểu sát âm phong phá tan phòng hộ của đám vu bảo, thổi qua trên người Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức. Răng rắc một tiếng, trong cơ thể hai người truyền đến tiếng xương cốt bị ép cho gần như gãy. Tống Cao Đức kêu thảm thiết, thiếu bảo, âm phong ngươi thả vào quá mạnh rồi. Hai người bọn họ trực tiếp bị âm phong thổi qua, ép tới dáng người bọn họ rút nhỏ lại, chỉ còn lại cao 2 thước. Nhất thời sơ xuất mà thôi. Chán của Diệp Húc toát mồ hôi lạnh, vội vàng khống chế cường độ âm phong. Hai người cuối cùng cũng có thể chịu đựng được. Chỉ thấy kiểu sát âm phong đảo qua người bọn họ, mang đi những mảng tạp chất, khiến thân thể hai người liên tục ngắn lại, nhưng sức chống chịu lại tăng vọt lên. Qua non nửa canh giờ, Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức đứng ở trên đỉnh, thân cao 1 thước giống như 2 đứa trẻ mới sinh, trắng như tuyết vậy. Hay,
thân thể của ta hùng mạnh lên mấy lần rồi. Tống Cao Đức mừng rỡ, cười nói, quả đúng như vậy, hiện giờ ta cảm thấy ý niệm trong đầu của mình lại càng thêm tinh thuần, các loại vu báo, vu pháp có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn trước 3-4 lần kìa. Hiên Viên Quang cũng mừng rỡ nói, thiếu báo, làm sao để khôi phục hình thể đây? Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, chỉ cảm thấy Diệp Húc đứng trước người hai người bọn họ giống như một người khổng lồ vậy. Chuyện này vừa rồi ta cũng chưa nghĩ tới. Diệp Húc chớp chớp mắt nhìn hai tên nhóc ở trước mặt, vừa lo lắng lại vừa buồn cười. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang không tu luyện chư thiên thập đạo, đương nhiên không thể luyện hóa vu bảo, nhanh chóng bổ sung những hạt thiếu trong cơ thể, điền đầy thân thể mình. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của bọn họ, nếu muốn khôi phục hình thể, e là bọn họ phải khổ sở, khổ tu ít nhất 6-7 năm. Diệp thiếu báo, ngươi trả ta tướng mạo anh tuấn, ngươi trả ta thân thể khỏe đẹp đấy. Tống Cao Đức ôm bắp chân của Diệp Húc mà gào khóc, còn Hiên Viên Quang thì đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất, nhìn cánh tay ngắn, cái chân ngắn của mình, than vắn thở dài, mặt co mày cáu. Nếu tu vi hai người tiến nhanh, nâng cao vài cái đại cảnh giới thì có thể khôi phục hình thể. Diệp Phúc an ủi hai người, hắn cười nói, nào, chúng ta tiếp tục tu luyện. Nếu tiếp tục tu luyện, chắc lão tử chỉ còn lại có mấy tấc mất thôi. Tống Cao Đức ôm chặt lấy bắp chân của Diệp Phúc, chết sống không buông, hắn kêu lên, người đánh chết ta cũng không tu luyện, không tu luyện nữa đâu. Diệp Phúc vươn hai ngón tay, xách hắn đứng lên, cười nói, ngoan, đừng quấy, lần này chúng ta đổi phương thức tu luyện khác vậy. Hắn lấy ra mấy cái tam gia linh mạch thô to nhét đầy miệng Tống Cao Đức, rồi ân cần nói, ta đặt tên phương thức tu luyện này chính là áp lực đột phá. Diệp Tiếu báo, ta hận ngươi. Tống Cao Đức kêu thảm thiết, linh mạch nhập vào bụng khiến bụng hắn to lên như bị thổi phồng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Diệp Húc lại để một dòng cửu sát âm phong thổi qua người của hắn. Tống Cao Đức vội vàng đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh chống đỡ. Chỉ thấy bụng hắn ta xẹp xuống rồi lại phồng lên, lặp đi lặp lại. Tống Cao Đức kêu thảm thiết không ngừng, tình cảnh vô cùng thê thảm. Hiên Viên Quang thấy thế dùng mình một cái, vội vàng nhanh chân mà chạy. Diệp Húc nhẹ nhàng vươn tay ra bắt lấy hắn. Diệp Húc cười nói, Hiên Viên huynh đừng chạy, người cũng có đãi ngộ giống vậy, linh mạch nơi ta rất nhiều. Diệp huynh, ngươi đây là đang đùa với mạng hai người chúng ta đấy. Bụng của Hiên Viên Quang phồng lên, thảm thiết mà. Các người yên tâm đi, ta lúc trước đã tự thí nghiệm ở trên người rồi, không chết người được. Diệp Húc cười ha ha nói, bỏ vào một dòng kiểu sắt âm phong, vì hắn mà rèn luyện thân thể. Vừa rồi ngươi bảo chúng ta yên tâm, thế nhưng lần đầu tiên chút chút nữa thì khiến xương cốt bọn ta vỡ vụn. Lần thứ hai lại quên thân thể chúng ta không thể phục hồi như cũ, làm hại chúng ta trở nên nhỏ như vậy. Trời biết lần này ngươi sẽ quên cái gì nữa đây. Hiên Viên Quang cũng đau khổ chống cự kiểu sắt âm phong, ra sức luyện hóa linh mạch ở trong bụng, kêu khổ mà nói. Tuy hắn không có tu luyện loại cấm pháp làm mạnh thân thể lên như kiểu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, nhưng Hiên Viên gia có la lịch xa xưa, trong đó cũng có không ít pháp môn rèn luyện thân thể. Cho dù không bằng được kiểu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, thế nhưng cũng không kém xa. Người vừa nói như vậy, hình như ta có quên cái gì đó thật thì phải. Diệp Húc lộ ra thần sắc suy tư, làm Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức sợ tới mức hồn bay phách lạc, lại nghe hắn ta cười nói. Ta quên ta còn chưa có tâm pháp cuốn thứ tư, vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Tống huynh, người đã lấy được môn tâm pháp này chưa vậy? Tống Cao Đức gật đầu, điểm một cái lên mi tâm của hắn, đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh cuốn thứ tư truyền thụ lại cho hắn. Diệp Húc đạt được vạn kiếp vô lượng tâm kinh cuốn thứ tư cũng không lập tức tu luyện, mà khoanh chân ngồi xuống hộ pháp cho hai người bọn họ. Nơi này chỉ là bên cạnh cửu sát âm phong, áp lực còn chưa đủ để khiến cho hắn phải liều mạng. Hắn định đi tới chỗ sâu trong cửu sát âm phong, tiếp tục dùng áp lực khiến mình đột phá. Hiện giờ hắn nhìn đến phương pháp truyền công của Tống Cao Đức, nghĩ đến một chuyện khác. Tu luyện đến cảnh giới này như ta cùng với Tống huynh rồi Hiên Viên huynh, chỉ e là có giết thêm mấy tên vu sĩ nữa cũng không thể tìm được tâm pháp cao thâm từ trong ngọc lâu của chúng. Bởi vì các trưởng lão đại thánh địa đều trực tiếp đưa tâm pháp vào bên trong óc đệ tử, hóa thành trí nhớ, căn bản sẽ không để lại kinh thư ghi lại tâm pháp gì cả. Diệp Húc từ trước đã tu luyện đủ loại tâm pháp, ngoại trừ truyền thừa trong ngọc lâu, phần lớn
đều từ lừa gạt mà có, giết người đoạt bảo, cướp đoạt từ trong ngọc lâu hoặc bảo tháp của đối phương. Nhưng thời gian gần đây, số người chết trong tay hắn không ít, nhưng tâm pháp truyền thừa lại rất ít xuất hiện. Diệp Húc lập tức ý thức được, khi vũ sĩ tu vi còn yếu kém, còn có khả năng mang theo bản chép vô pháp tâm pháp tùy thân. Loại vô pháp tâm pháp này chỉ là cơ bản, mất đi cũng không tiếc. Nhưng tới cảnh giới cao thâm rồi, tỉ như tam thai cảnh, tam dương cảnh, lúc này khi các đại thánh địa truyền tâm pháp cho đệ tử sẽ không phải văn tự nữa, mà là trực tiếp đánh thẳng vào bên trong trí nhớ của đệ tử. Dù đệ tử có chết, tâm pháp cũng sẽ không rơi vào trong tay của người khác. Cái này có nghĩa là tâm pháp cao thâm của bản môn không thể truyền ra ngoài, dù người khác tu luyện tâm pháp cấp thấp cũng không thể luyện đến trình độ cao thâm, do đó bảo vệ được tính thuần khiết, tính duy nhất của tâm pháp bản môn. Muốn lấy được tâm pháp cao thâm, chỉ có lấy từ trong trí nhớ kẻ khác, nhưng ta chưa từng học cách rút trí nhớ người khác ra. Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn thầm nghĩ. Thủy Hoàng Đế từng nói, muốn nghiệt chết Thái Tử Sơ, lục soát hồn phách thần thức và trí nhớ của hắn ta, nhìn xem kẻ nào đã đánh cắp tất cả của ông ta. Nếu là như vậy, chắc chắn ông ta biết được cách lấy trí nhớ của kẻ khác như thế nào. Rút trí nhớ hồn thức của người khác ra, loại thủ đoạn này hoàn toàn thuộc là thủ đoạn ma đạo, là ma trong ma, ác trong ác, thuộc loại pháp môn cực kỳ cao thâm. Dù là ma đạo, loại pháp môn này cũng không nhiều. Diệp Húc nhìn thoáng qua Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang, chỉ thấy tu vi hai người đang tăng nhanh lên, lúc này mới yên tâm. Phân ra một tia ý niệm, nhập vào trong ngọc lâu, tiến vào không gian trong kim bài, đi hỏi thuyền. Ở ngoài ân khư, một gã thanh niên dáng người cao lớn lướt đến. Hắn ta mặt trắng không râu, thân mặc quần áo đen, quanh thân tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Khi yên tĩnh xuống, giống như một vị cổ Phật, động thì lôi đình mãnh liệt, như có minh vương hộ pháp, có hàng ma thần thông oai phong một cõi. Thật nhiều người chết, Khổng Chiêu, chẳng lẽ những người này đều chết trong tay ngươi hay sao? Người trẻ tuổi này khẽ nhíu mày, quan sát xung quanh, chỉ thấy cửa vào ân khư đâu đâu cũng đều là thi thể, sắc mặt liền chuyển lạnh. Khổng Chiêu, người tránh né sự truy sát của ta, một đường chạy trốn tới ân khư, lại tạo ra sát kiệt lớn như thế này. Lúc này đây, ta muốn xem người có thể bỏ trốn tới nơi nào đây. Người này chính là con cháu kiệt xuất mà Tiểu Quang Minh Thánh Địa phái ra, Đàm Phượng Sơn, nổi danh cùng đám người Dư Nhân Kiệt, Đặng Nguyên Giác, Vinh Lâm, là cao thủ đã tu luyện cửu chuyển nguyên công đến hóa thần kỳ. Thân thể hắn ta đã hùng mạnh đến mức dùng một quyền có thể đánh phá hư không, vượt qua đại đa số vô bảo nguyên thần, gần như có thể sánh ngang với tam tương chi bảo. Không chỉ có như thế, sau khi Úc Khánh Sơn chết, cao thủ cấp trưởng lão của Tiểu Quang Minh Thánh Địa rút ra mảnh vỡ nguyên thần cú mang đại đế ra, đưa vào trong cơ thể của Đàm Phượng Sơn, bồi dưỡng hắn thành nửa ngũ hành thân thể, khiến tư chất của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tư chất của hắn cho dù là nửa ngũ hành thân thể, nhưng tư chất này vẫn thuộc loại tuyệt đỉnh. Đàm Phượng Sơn hạ sơn vốn là vì Diệp Húc báo thù cho Úc Khánh Sơn, không ngờ lại biết được Khổng Chiêu yêu thánh tàn sát hàng loạt dân thành. Tiểu Quang Minh Thánh Địa truyền xuống ý chỉ khiến hắn đi giết Khổng Chiêu trước. Hắn một đường truy kích, bức cho Khổng Chiêu yêu thánh không có đường trốn, không thể không bỏ chạy vào bên trong ân khư, ngược lại giúp cho Diệp Húc hóa giải một đại kiếp nạn. Chuyện này Đàm Phượng Sơn không thể nào biết được. Khổng Chiêu, ngươi cho là trốn vào trong ân khư là có thể ngăn cản được bước chân của ta hay sao? Đàm Phượng Sơn ngưng mắt nhìn hướng cửu sát âm phong, đột nhiên thân hình khẽ động, đi thẳng vào bên trong âm phong, bay hướng ân khư. Hắn thì thầm nói, thân thể của ta mạnh đến mức cực điểm, tương lai nếu như tu luyện đến cửu chuyển nguyên công, đến cảnh giới cao nhất, thì thân thể của ta chính là cấm bảo, cho dù có là âm phong cũng không thể làm gì được ta. Hắn đi rất nhanh bên trong âm phong, tất cả sát khí âm phong thậm chí còn không thể mang đi được chút tạp chất nào ra khỏi cơ thể của hắn. Điều này đã chứng minh rằng thân thể của hắn đã mạnh tới tình trạng không thể tưởng tượng được, còn mạnh hơn cả Diệp Húc, còn cương mãnh hơn, thân thể tinh thần như một, như tấm gương sáng, không chút bụi bẩn. Trí tuệ của hắn như châu, ý niệm tinh thuần, nhận định một hướng, liền nhắm hai mắt lại, nhìn không nhìn xung quanh, đi thẳng đến đó, căn bản không chịu sự quấy nhiễu của oán niệm bên trong âm phong. Qua không lâu, hắn liền đi qua bên người đám người Diệp Húc, vẫn không nhận ra, mắt vẫn nhắm chặt, tiếp tục đi đến ân khư. Tống Cao Đức lúc này đang độ kiếp, không ít lôi quang bổ lên người của Đạm Phượng Sơn, lại lướt qua bên người của hắn, không có thương tổn đến hắn một chút nào cả. Diệp Húc nhìn người này đi thẳng qua, trong lòng có chút tò mò, cũng khâm phục cơ thể hắn mạnh mẽ đến tột cùng, không ngờ có thể đi lại tự nhiên bên trong âm phong, không bị ảnh hưởng chút nào, lập tức cười nói. Này huynh đệ,
Ngươi đây là muốn đi ân khư hay sao? Không bằng chúng ta đồng hành, có được không vậy? Đây là giọng nói của tên ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Vài vị trưởng lão thánh địa từng đem giọng nói, dáng điệu và tướng mạo của y đánh vào bên trong một kiện vu báo. Đây đúng là giọng nói của hắn, không sai rồi. Đàm Phượng Sơn trong lòng vừa động, đột nhiên mở to mắt ra, ánh mắt sáng như đuốc. Theo tính như lại, chỉ thấy bốn phía u tối, âm phong từng trận thổi qua. Tuy rằng một khắc kia Diệp Húc cách hắn không xa, nhưng lúc này cũng đang bị âm phong thổi đi, cách nhau không biết là xa bao nhiêu. Không xong, đâu mới là phương vị chuẩn xác của ân khư đây. Sắc mặt của Đàm Phượng Sơn kịch biến, hắn mở hai mắt ra, ý niệm trong đầu đột nhiên trở nên hỗn loạn đến không chịu nổi, hoàn toàn quên đường nào mới là đường đến ân khư. Lúc này âm phong trận trận, phương hướng không rõ, cả hắn cũng mù mịt bên trong u tối vô biên vô hạn. Hey, người vừa nãy thật kỳ quái, lại nhắm mắt mà đi lại trong âm phong, hắn ta cũng sợ lạc mất phương hướng hay sao? Diệp Húc lầm bầm lầu bầu, cười ha ha nói. Hey, cũng may mà ta hảo tâm nhắc hắn một câu, nếu không hắn ta chắc chắn là sẽ chạy loạn như một con ruồi bọ không đầu, sớm muộn gì cũng sẽ bị mệt chết bên trong âm phong mất thôi. Người không hiểu thì thường nói ta là ma đầu, kỳ thực bọn họ đâu biết nội tâm ta cũng rất thuần lương, thi thoảng cũng làm vài chuyện tốt đó thôi. Hắn lắc đầu cười nói. Lúc này Đàm Phượng Sơn đúng là một con ruồi bọ không đầu, chạy loạn bên trong âm phong, mồ hôi tuôn nứt đẫm trên trán của hắn, ý niệm không còn tinh thuần nữa, đã không thể phân rõ phương vị chuẩn xác bên trong oán niệm khôn cùng. Khuôn mặt như Phật tổ từ bi của hắn lúc này có chút vặn vẹo, tức giận rít gào. Diệp Thiếu Bảo, ta nhất định phải giết ngươi, phải giết ngươi. Vù vù. Một tấm da người nguyên vẹn bay qua trước mắt đám người Diệp Húc. Tấm da người này có mắt có mũi, có tai có miệng, tay chân đầy đủ mọi thứ. Đây là một tấm da để lại sau khi một đại vu tam thần cảnh chết đi. Kiểu sát âm phong cũng không phá hủy tấm da người này mà đánh tan hết máu, thịt, xương cốt của hắn ta. Chỉ còn lại một tấm da người còn bảo tồn lại. Da của đại vu tam thần cánh cũng có thể luyện thành một bảo vật không tồi. Tống Cao Đức đã vượt qua lôi kiếp, giơ tay bắt lấy tấm da người này mà thu về. Hắn cười nói. Tống huynh sao toàn thích thu thập mấy thứ kỳ kỳ quái quái như thế vậy? Tu vi của Hiên Viên Quang cũng tiến rất xa, dưới áp lực cực lớn, tích lũy của hắn càng thêm hùng hậu, so với trước đây buồn bực vạn phần mà nói. Nếu bọn họ tiếp tục tu luyện ở bên trong âm phong, tu vi hai người bọn họ chẳng những nâng cao trên diện rộng, thậm chí thân thể cũng được sát khí tẩy lễ, tư chất sẽ vô hình tăng lên không ít. Có thể nói, nếu hai người tiến vào trong hư không khiêu chiến lần nữa, bọn họ ở trên hư không bảng chắc chắn sẽ tăng lên, có khi còn bước nhập vào hàng ngũ xếp hạng 100 người. Diệp Húc sớm đã không lạ chuyện sở thích kỳ quái của Tống Cao Đức nữa, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Từ trong Di La Thiên Địa Tháp lấy ra một đầu bạo viên cực lớn, hắn cười nói. Tống huynh, ta ngẫu nhiên lấy được một đầu yêu vương tam thần cánh, không biết huynh có thích không? Đầu con kim mao bạo viên này cực lớn như núi, bộ mặt thì dữ tợn, răng nanh lộ ra bên ngoài, dài gần 30 thước. Tuy rằng đã sớm chết, nhưng vẫn tản ra sát khí thô bạo, hung uy không giảm. Đầu của đại yêu tam thần cánh, hợp thể kỳ sao? Ánh mắt của Hiên Viên Quang không khỏi thẳng. Hắn lẩm bẩm nói. Diệp huynh, thân thể đại vu hợp thể kỳ, dũng mãnh vô cùng, độ cứng tuyệt đối sánh được với nguyên thần chi bảo. Thân thể đại yêu hợp thể kỳ lại càng dũng mãnh hơn. Người lấy được loại bảo vật này từ chỗ nào vậy? Khi ta đi ngang qua kiểm hải thì cái đầu này từ trên trời rơi xuống. Diệp Húc thành thành thật thật mà nói. Hiên Viên Quang nghe nói như thế đương nhiên không hề tin. Bầu trời có thể tự động rơi đầu xuống hay sao? Loại chuyện lạ này hắn chưa bao giờ nghe qua cả. Thiếu Bảo, cái đầu này ta muốn. Tống Cao Đức nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng nhận lấy đầu bạo viên này. Chỉ thấy kim mao trên đầu bạo viên rủ xuống, bao phủ cả thân hình nhỏ của hắn ta. Hắn vẫn cười nói. Hiên Viên huynh, ngươi sẽ không cướp của ta đấy chứ? Hiên Viên Quang lắc đầu bật cười. Tuy đầu đại vu tam thần cánh hợp thể kỳ là thứ tốt, nhưng ta không có loại sở thích kỳ lạ như ngươi đâu. Tống Cao Đức câu yếm sờ cái đầu bạo viên, vui mừng dị thường, tán thưởng không ngừng. Hắn cười nói, ta muốn cắt đầu ta xuống, thay cái đầu vượn này lên, chắc chắn sẽ cực kỳ phong cách cả. Hai người nghe xong im lặng một hồi. Trước không nói chuyện phu sĩ có thể đổi đầu của mình hay không, cho dù là có thể, chỉ e rằng với Tống Cao Đức mà nói thì thật không phù hợp. Dáng người ban đầu của Tống Cao Đức tuy rằng khôi ngô, nhưng răng lanh của bạo viên còn dài hơn hắn đến 10 lần. Hắn còn chưa cao bằng
kim mao mọc ở trên đầu bạo viên. Lúc này dáng người hắn chỉ còn lại một thước, giống như trẻ sơ sinh vậy, nhỏ đến đáng thương. Nếu là thay cái đầu vượn cực lớn này, hắn chỉ có thể đứng trong kim mao, chân còn không chạm đến mặt đất được. Ngay cả người cũng tìm không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu bay loạn ở trên trời. Còn phong cách cái dám gì nữa đây? Ý kiến hay, ý kiến hay. Diệp Húc giơ ngón tay cái lên, cười nói. Hiên Viên Quang toàn khuôn mặt thật thà, trung thực mà nói. Ta cùng với Diệp Huynh rất chờ mong, mong nhìn thấy tình hình phong cách của Tống Huynh ra sao đấy. Thiếu Bảo ngày thường một bụng nghĩ xấu, sao Tiểu Quang Quang cậu cũng hỏng thành như vậy rồi vậy? Hỏng cá rồi, học tính xấu của hắn ta rồi. Tống Cao Đức thu đầu bạo viên vào trong ngọc lâu của mình, hắn cười nói. Cái đầu này ta còn có chỗ hữu dụng khác kìa, chuẩn bị cho thi thể không đầu của Ngụy Hiên, lắp thêm cái đầu vào. Nhưng mà đầu kim mao bạo viên quá lớn, chỉ bằng luyện nhỏ đi một chút nữa vậy. Kiểu sát âm phong chưa kéo đến 1/10, áp lực mà bọn họ phải đối mặt lập tức tăng vọt, ép cho nguyên thần thứ hai của Diệp Húc, con lục nhãn kim thiểm kia nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng là bị áp lực ép cho không thể không thu nhỏ. Răng rắc một tiếng, đại đỉnh của Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng bạo vang, chỉ thấy một vết nứt dài xuất hiện trên vách đỉnh. Ba người dùng mình, trong lòng thầm nghĩ, không xong rồi. Vù một tiếng, hàng trăm tấm da người bay qua người bọn họ. Từng tấm da người ý nghĩa cho từng tên đại vua tam thần cảnh đã bỏ mạng. Tứ chi bay múa trong âm phong, dường như bọn chúng vẫn còn sinh mạng, làm cho ba người nhìn mà run cả người. Từ xưa đến nay, số vũ sĩ chết trong kiểu sát âm phong 800 dặm này nhiều không đếm xuể. Chi chít da người bay qua trước mặt bọn họ, dường như có thể nghe được từ bên trong đám da đó truyền đến những tiếng cười khẳng khạc quái dị, lúc gần lúc xa, mơ hồ bất định. Mặc dù là Tống Cao Đức có sở thích kỳ quái, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám trực tiếp thu lấy ra người nữa, ngược lại run run lấy ra người, vừa thu kia vứt lại ra ngoài. Cảnh tượng này thật quá tối tăm quỷ dị, làm cho hắn không rét mà run. Một đấm ra người nghĩa là một gã đại vua tam thần cảnh chết đi. Những vũ sĩ thấp hơn tam thần cảnh thì ra cũng không giữ lại được. Đám ra người bay qua người bọn họ trong chốc lát liền có hơn mấy ngàn cái. Có thể thấy được từ xưa đến nay đại vua chết ở chỗ này đến thật cùng là có bao nhiêu người. Nơi này mới chỉ là cửa thứ nhất của Ân Khư. Số đại vua tam thần cảnh chết ở nơi này so với bất cứ một thánh địa hiện nay nào đều nhiều hơn. Thậm chí còn có rất nhiều hơn tất cả đại vua của tam cung lục phái, 72 thế gia của ma đạo tụ tập lại. Có thể thấy được tính nguy hiểm bên trong Ân Khư là như thế nào. Răng rắc một tiếng, trên mặt đại đỉnh bảo vệ bọn họ lại xuất hiện một vết nứt nữa. Diệp Húc khẽ nhíu mày, ngừng lại, lơ lửng bên trong phiến kiểu sát âm phong này. Nếu như bọn họ tiếp tục tiến lên, đại đỉnh của hắn thất sẽ bị ép cho tách ra thành chín, sau đó kiểu đỉnh sẽ bị kiểu sát âm phong ép vụn, khiến mọi người mất đi sự bảo vệ. Lấy thực lực của hắn còn có thể ngăn cản, nhưng Hiên Viên Quang, Tống Cao Đức hai người thì chắc chắn là không chống đỡ nổi. Âm phong thổi qua, hai người bọn họ tất sẽ chết ở trong đó. Thiếu Bảo, không bằng chúng ta về đi, chờ giữa trưa ngày mai rồi lại đến sau vậy. Tống Cao Đức đề nghị nói. Không sao, ở nơi này đại đỉnh của ta vẫn có thể tạm thời bảo vệ an toàn cho chúng ta được. Loại thánh địa tu luyện như nơi đây thì có thể đi đâu tìm được đây. Chúng ta tiếp tục tu luyện ở đây, một ngày còn hơn mấy tháng khổ tu kìa. Diệp Húc cười nói. Hai người tiếp tục tu luyện đi, ta cũng mượn dùng áp lực nơi đây để khiến ta đột phá, sau đó xông qua 800 dặm âm phong tiến vào Ân Khư. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang không nói gì nữa, bọn họ cũng biết Ân Khư e là còn hung hiểm hơn kiểu sát âm phong không ít. Lúc này có thể nâng cao thực lực một phần thì sẽ thêm một phần nắm chắc mạng sống. Bởi vậy hai người bọn họ tĩnh tâm lại, không nhắc đến chuyện rời khỏi nữa, mà là cố gắng khổ tu khiến cho bản thân tiếp tục đột phá. Mấy chục cái tam giai linh mạch mà Diệp Húc nhét xuống bụng bọn họ, nếu như dựa vào tốc độ tu luyện bình thường thì tiêu hao hết linh khí trong đám linh mạch đó ít nhất cần mất mấy năm, hơn nữa còn chưa chắc có thể đột phá cảnh giới được. Nhưng dưới áp lực của âm phong ép cho bọn họ không thể vận chuyển tâm pháp của mình hơn bình thường gấp 10, thậm chí gấp 100 lần, đồng thời mỗi một khắc đều như đang chiến đấu với kình địch mạnh nhất, bức bách cho bản thân trưởng thành tiến bộ. Tu vi bọn họ tăng lên vùn vụt, cường độ thân thể và tâm trí cũng đang không ngừng nâng cao. Đây là cơ hội hiếm có linh mạch sung túc, có áp lực vô cùng hùng mạnh, có oán khí rèn luyện tâm trí. Có thể nói lần này mỗi người bọn họ đều trưởng thành giống như thay da đổi thịt. Nếu như bọn họ có thể sống sót trở về từ trong Ân Khư, đủ để làm khiếp sợ bất cứ ai quen thuộc với bọn họ. Nếu tư chất của ta có thể bước vào hàng ngũ 100 người trên hư không bảng,
có lẽ phụ thân sẽ càng thêm coi trọng ta thôi. Hiên Viên Quang nhớ tới phụ thân, nội tâm mênh mông. Phụ thân hắn chính là gia chủ hiện nay của Hiên Viên gia. Tuy rằng đối với hắn không tệ, nhưng lực chú ý lại đặt nhiều lên trên người Đường huynh Hiên Viên Vô Khuyết, khiến hắn vô hình bị lạnh nhạt. Mà Tống Cao Đức thì lại nghĩ đến chuyện khác. Tu vi của ta tiến nhanh, tư chất nâng cao, thực lực tăng vọt, không biết sau khi trở về có thể xử lý ân sư của ta, báo huyết thải thâm cừu của cả nhà ta hay không đây. Diệp Phúc để lại hai người bọn họ một mình xông vào bên trong âm phong, đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng, Di La Thiên bảo nguyên thái quyết, dùng áp lực của cửu sát âm phong khiến cho mình luyện hóa nguyên thần hai tên thuộc hạ Long Vệ Hổ Vệ của Thái Tử Sơ nhanh hơn. Cùng lúc đó, âm phong còn đang không ngừng tôi luyện thân thể hắn, khiến thân thể hắn càng thêm hùng mạnh, càng thêm bá đạo, thậm chí cả chân nguyên, nguyên thần của hắn ở bên trong âm phong cũng đạt được tiến bộ vượt bậc, trở nên càng thêm tinh khiết. Hắn vận chuyển Di La Thiên bảo nguyên thai quyết, luyện hóa nguyên thần Long Vệ, Hổ Vệ. Bên trong thành Lạc Vương, Khổng Chiêu nuốt vào nguyên thần của mấy vị cao thủ Dương Thần Kỳ, tốc độ luyện hóa cực nhanh. Nhưng tốc độ của Di La Thiên bảo nguyên thai quyết còn hơn Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh của Khổng Chiêu một bậc. Chẳng qua, tốc độ tăng tu vi của Diệp Húc lại không nhanh, thậm chí còn chậm hơn Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang vài phần. Nguyên thần của một gã đại vu, Di La Thiên bảo nguyên thai quyết chỉ có thể chuyển hóa 5 phần thành chân nguyên của ta thôi. Mà bên trong 5 phần này, có 3 phần phải phân cho kiểu chuyển nguyên công, 2 phần chia thành 12 phần nhỏ, phân cho 12 ảo thai, nâng cao tu vi cảnh giới. Cho nên một quả ảo thai chỉ có thể lấy được 1 phần 10 tu vi chất chứa trong nguyên thần đại vu. Diệp Húc thầm nghĩ, dưới điều kiện ngang nhau, tốc độ tiến cảnh tu vi của ta bằng 1 phần 12 của Tống huynh, 1 phần 60 của Hiên Viên huynh. Dù có loại tâm pháp Di La Thiên bảo nguyên thai quyết này, nhưng so với bọn họ chậm hơn không ít. Tốc độ tu luyện của hắn cực chậm, nhưng tốc độ tăng trưởng thực lực lại hơn hẳn Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang. Cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh của hắn đồng thời đều tiến bộ. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn lôi kiếp không ngừng hạ xuống, rất nhanh liền tăng lên tới tam thần hủy diệt tai kiếp. Loại tai kiếp này là kiếp số nhằm vào đại vu tam thần cảnh, đánh nát nguyên thần và thân thể vu sĩ. Ở trong vạn kiếp môn, số đại vu có thể vượt qua loại đại kiếp nạn này cũng không nhiều, không quá 100 người. Nhưng nếu độ qua mỗi một đạo tai kiếp, thực lực đều sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đùng một tiếng, kiếp vân tam thần hủy diệt tai kiếp hình thành giống như một cái trống lớn chu vi 10 dặm, đứng sừng sững bên trong cửu sát âm phong. Một tiếng chấn vang lên, chỉ thấy vô số lôi điện hình cầu bọc tầng tầng lôi âm đánh tới hắn, từ trên thân thể hắn ầm ầm mà nổ vang. Tai kiếp thật mạnh, một kích này xấp xỉ với thực lực đại vu nên có. Khóe miệng của Diệp Húc tràn đầy máu, bị chấn cho khí huyết bốc lên, váng đầu hoa mắt. Xương cốt, kinh mạch, huyết quản, máu thịt, lông tóc, chân nguyên, thậm chí là hồn phách thần thức của hắn đều bị đạo lôi âm lôi điện này oanh tạc từ đầu đến đuôi một lần. Nếu đổi lại là Tống Cao Đức, Hiên Viên Quang, chỉ sợ e là sớm chết dưới tai kiếp rồi, thân thể tính cả nguyên thần đều đã không còn. Đùng đùng đùng, lôi cổ mà tam thần hủy diệt tai kiếp hình thành vang động rất có tiết tấu, không ngừng oanh kích oanh tạc tới Diệp Húc. Thậm chí cả Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang đều không ngừng tu luyện, đè xuống linh khí sao động cuồng bạo, khẩn trương chú ý tình hình độ kiếp của Diệp Húc. Tam thần hủy diệt tai kiếp tương đương với lực công kích của một gã đại vu tam thần cảnh. Nếu như thiếu bảo có thể vượt qua kiếp nạn này, liền tương đương với hắn có năng lực có thể chống lại chính diện với đại vu tam thần cảnh rồi. Tống Cao Đức trầm giọng nói, tuy nhiên thiếu bảo lúc này lại không dùng bất cứ vu bảo nào bảo vệ thân thể, có thể vượt qua kiếp nạn này không, tình thế cũng không lạc quan kìa. Hiên Viên Quang gật đầu, mặt cũng mang sầu lo. Hắn từng nghe qua chiến tích của Diệp Húc, một trận chiến với Ngụy Hiên ở Hoàng Tuyển Ma Tông, kỹ kinh thiên hạ, đánh chết tên đại vu tam thần cảnh Ngụy Hiên. Nhưng mà lúc đó Diệp Húc có Di La Thiên Địa Tháp và Cửu Đỉnh chấn áp thân thể. Hơn nữa sau đó hắn cũng bị trọng thương, thân thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan như hạt cát vậy. Uy lực của tam thần hủy diệt tai kiếp tương đương với một tên Ngụy Hiên khác. Giờ phút này Di La Thiên Địa Tháp và Cửu Đỉnh Diệp Húc đều dùng cho việc khác, cột buồm thuyền buồm cũng không có mấy lực phòng hộ, đệ nhất thần sát lại không có công năng phòng ngự, thậm chí nguyên thần thứ hai của hắn cũng dùng để gia trì Cửu Đỉnh. Có thể nói hiện tại Diệp Húc chỉ có một tòa Bạch Cốt Yêu Thành là có thể dùng được, nhưng tòa yêu thành này hắn lại không dùng đến, mà chỉ dựa vào thân thể và tu vi chống lại công kích có cường độ sánh ngang với Ngụy Hiên ra tay. Oanh!
trên không đột nhiên lại xuất hiện một mảnh kiếp vân. Kiếp vân dần dần ngưng tụ, hóa thành một cái lôi cổ khác. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh của hắn lại tăng lên một cảnh giới. Tống Công Đức thất thanh kinh hô, sắc mặt của Hiên Viên Quang ngưng trọng. Hiện giờ công kích mà Diệp Húc phải đối mặt tương đương với hai tên đại vu như Ngụy Hiên, không ngừng đánh lên thân thể nguyên thần của hắn. Thiếu Bảo, đây là muốn chết sao? Hai người bọn họ có một loại cảm xúc như đi xiếc dây trên vách núi, nơm lớp lo sợ, như dẫm lên miếng băng mỏng, làm cho đôi mắt bọn họ suýt nữa rơi xuống. Chính là không bao lâu sau lại có một mảnh kiếp vân khác hình thành trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Ba cái lôi cổ hình thành thế chân vạc vần quanh Diệp Húc, không ngừng mà đánh xuống. Vù vù. Âm phong đột nhiên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng trở nên trong sáng. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang đều ngẩng đầu nhìn lên khắp nơi, chỉ thấy kiểu sắt âm phong tan đi, lộ ra một thông đạo thật dài nối thẳng đến ân khư. Tới giữa trưa ngày hôm sau rồi, Tống Cao Đức lẩm bẩm nói. Làm sao bây giờ, Diệp huynh vẫn còn đang độ kiếp kìa. Hiên Viên Quang nhíu mày nói. Đã tới giữa trưa ngày hôm sau rồi, chúng ta nên đi vào trước sao? Tống Cao Đức cắn răng nói. Chờ hắn cùng vào thôi. Hắn thấy Diệp Húc vẫn tận lực kiên trì dưới công kích của ba cái lôi cổ, bị đánh cho da chóc thịt bong. Hắn lắc đầu nói. Cái tên khốn kiếp này đúng là biến thái, không cần quan tâm đến hắn ta, chúng ta tiếp tục tu luyện. Sao Diệp huynh luôn liều mạng như vậy vậy? Hiên Viên Quang nhìn mà chấn động, líu lưỡi mà nói. Một tức thời gian qua rất nhanh, kiểu sắt đâm phong lại kéo đến, bao phủ bọn họ. Người nếu bị cao thủ khắp thiên hạ đuổi giết, người so với hắn sẽ còn phải liều mạng hơn. Tống Cao Đức cười nói. Hiên Viên Quang tưởng tượng, quả thật là như thế. Tên của Diệp Húc sớm đã vào trong sổ đen, phải giết của các đại thánh địa. Cả ngày đều ở trong chiến đấu vượt qua, áp lực này khiến hắn không ngừng tu thành, tiến bộ. Mà trái lại bản thân mình vẫn đứng trong nhà, tu luyện đến tam dương cảnh, dương thần kỳ mới được phụ thân cho phép, có thể ra ngoài lịch luyện. Ta cần phải làm chuyện xấu gì mới có thể khiến cho mọi người khắp thiên hạ đuổi giết ta đây? Hiên Viên Quang không nhịn được mà thầm nghĩ. À, hay là ta chỉ cần tuyên bố với người trong thiên hạ rằng ta là bằng hữu của Diệp huynh, lý do này chắc đủ rồi đây. Nhưng vẫn là thôi đi, bị người đuổi giết, sợ hãi sống qua ngày, còn không bằng thành thật thật mà tu luyện vậy. Lúc này, ba cái lôi cổ tai kiếp xung quanh Diệp Húc, một đạo tai kiếp tan đi, lập tức có đạo khác xuất hiện, dường như vĩnh viễn, không ngừng vậy. Kiểu chuyển nguyên công của Diệp Húc ở dưới lôi kiếp và âm phong, hai tầng áp lực đã đạt được tiến bộ vượt bậc, rất nhanh, liền đuổi kịp tu vi cảnh giới. Thời gian một ngày qua đi, tu vi của hắn vững vàng tăng lên, luyện hóa 1/2 nguyên thần của hồ vệ dưới trướng Thái Tử Sơ. Tu vi của hắn đã đạt tới ảo thai bát phẩm đỉnh phong, nguyên thần kẹp sâu vào bên trong ảo thai, ăn sâu bén rễ, không thể dao động. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.